Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt Ngữ Đài ATI FM. Tiếng nói từ Đài Loan đối thoại cùng thế giới. Hai, Thụ Trang xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với chuyên mục hôm nay mình đi đâu thế? Phương Thảo xin chào mọi người. Chị Trang ơi, chị có thường hay đi sim mảnh chơi không? Có chứ. Chị thường hay lượn ra đó mua đồ này rồi xem phim này Sao Thảo lại hỏi chị định rủ chị đi si mấn trời à? Ừ, chị hỏi đúng trọng tâm rồi nè Em biết có một nơi rất là đặc biệt ở Si Mẫn Hay là mình đi đến đó trải nghiệm đi Ừ, vậy à? Nơi nào vậy Thảo? Ừ, em sẽ bật mí sau phần điểm tin nha Mở đầu phần tin tức là bản tin về Ủy ban nông nghiệp đã yêu cầu các doanh nghiệp cải thiện quy trình làm sạch và đóng gói trứng gà sau khi xuất hiện trứng gà nhập khẩu từ Thái Lan bị mốc. Giờ gần đây, tại thành phố Đà Trung, xuất hiện trứng gà bị mốc có nguồn gốc từ Thái Lan được bày bán trong một cửa hàng. Ủy ban nông nghiệp ngày 25 tháng 5 bày tỏ rằng trứng gà được bảo quản lạnh trong quá trình vận chuyển nên trước khi thực hiện quy trình làm sạch và đóng gói thì phải đợi trứng gà được trở lại nhiệt độ phòng để tránh tình trạng hơi nước vẫn bám trên vỏ trứng. Nếu như vỏ trứng vẫn chưa khô mà đã tiến hành đóng gói thì rất dễ xảy ra tình trạng trứng bị mốc. Hiện đã yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường quản lý quy trình vận hành. Ủy ban nông nghiệp chỉ ra rằng để đảm bảo độ tươi và chất lượng của trứng sau khi trứng được nhập khẩu vào Đài Loan thì phải lập tức đưa đến các doanh nghiệp làm sạch và đóng gói trứng. Các doanh nghiệp này sẽ thu gom trứng, rửa sạch, sấy khô, kiểm tra, đóng gói. Sau khi đóng gói, trên các hộp trứng sẽ được in ngày sản xuất, ngày làm sạch và ngày đóng gói, ngày hết hạn và nguồn gốc xuất xứ, sau đó vận chuyển và bán ra thị trường. Tất cả các quy trình này cũng giống như quy trình vận hành trứng gà trong nước. Tiếp theo là thông tin, giá vé xe khách đường dài bắt đầu tăng từ ngày 5 tháng 6, hãng xe khách Quốc Quang điều chỉnh tăng giá 10%. Do áp lực lớn của việc giá cả tăng, nhiều đơn vị vận tải hành khách liên tiếp tăng giá vé. Sau khi hãng vận khải hành khách Cố Quang vừa thông báo tăng giá vé xe khách đường quốc lộ 5, từ ngày 5 tháng 6 sẽ tăng giá vé các tuyến đường dài với mức tăng tối đa 10%, đồng thời hủy bán vé khứ hồi và vé sử dụng nhiều lần. Vì vật giá tăng cao, các hãng vận tải như vận tải hành khách Thúng Liến, vận tải hành khách Đài Bắc, vận tải hành khách Đào Viên, vận tải hành khách San Trúng và vận tải hành khách Khứa Xin đều đã thông báo điều chỉnh tăng giá vé. Hãng vận tải hành khách Cố Quang cũng đã thông báo tăng giá vé trên trang web chính thức của công ty. Theo thông báo trên trang web chính thức của hãng Cố Quang, ngoài việc điều chỉnh giá trên các tuyến quốc lộ 5 từ ngày 22 tháng 5 trở đi, giá vé các tuyến đường dài chạy trên quốc lộ cũng sẽ điều chỉnh tăng từ ngày 5 tháng 6, hủy bán vé cứu hồi và vé sử dụng nhiều lần. Ngoài ra, giá vé tuyến 1822 Đài Bắc Tân Trúc cũng được điều chỉnh. Và cuối cùng là bản tin đến từ báo Dân trí Việt Nam vào ngày 27 tháng 5, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc tuần du lịch Ninh Bình sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Đây là lễ hội diễn ra thường niên vào đúng thời điểm những cánh đồng lúa chính vàng bên dòng sông Ngô Đồng. Cánh đồng Tam Cốc được vinh danh là một trong năm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Ông Hoàng Thanh Phong, giám đốc điều hành khu du lịch Tam Cốc Bích Động cho hay, năm 2022, cánh đồng tạo hình lá cờ hội vàng với dòng chữ sắc vàng Tam Cốc. Năm nay là bức tranh nhân gian với hai hình ảnh con cá chết tung tăng vui đùa dưới ánh trăng trên nhân gian gọi là lý ngư vọng nguyệt cá chết trong trăng xung quanh là bông hoa sen và sóng nước đang tăng qua chương trình nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu những nét đặc sắc hấp dẫn giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh ninh bình Mỗi một tấm bưu thiếp là một phần sức mạnh, ý chí. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập và cũng là để gom góp những lời cầu chúc cho một thế giới hòa bình. Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI đặc biệt tổ chức hoạt động viết bưu thiếp gửi gắm yêu thương Dear ATI. Xin mời tất cả các bạn hãy chọn lấy một tấm bưu thiếp mang những nét đặc trưng của địa phương mình và viết lên những ước mong và lời cầu chúc mà bạn muốn nhắn nhủ với thế giới rồi gửi tới đài RTI. Thời gian nhận bưu thiếp đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2023. Tham gia hoạt động này, bạn sẽ có cơ hội nhận được những tấm bưu thiếp phiên bản giới hạn dành riêng cho lễ kỷ niệm 95 năm thành lập đài RTI thông tin chi tiết mời truy cập vào trang web chính thức của hoạt động để tìm hiểu thêm. Ơ, ờ, Thảo ơi, hôm nay mình đi đâu thế? Mình cùng nhau đi khắp thế gian. Thu Trang và Phương Thảo sẽ đưa các bạn đi khám phá ẩm thực và cảnh đẹp của Hoàng Đảo Ngọc, Đài Loan. Yeah! Alo, lại là Trang đây Xin chào mọi người, mình là Phương Thảo Mọi người có biết chúng tớ đang ở đâu không? <laughs> Xin bật mí một chút, chúng mình đang đi xem phim nha ừ, Chắc chắn là xem phim rồi vì nghe có tiếng âm thanh Dạp <laughs> <laughs> phim thì Trang thấy là ở đâu cũng có trên khắp Đài Loan đúng không? Nhưng hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi rất là đặc biệt Đó chính là phố điện ảnh Siemens Và còn gì nữa nhở? Chính là trải nghiệm tại dạp chiếu U2 nha Dạp chiếu U2 là dạp chiếu như nào Thảo? Hãy để cho Thảo giới thiệu Ê nhưng Thảo ơi, cái tiếng âm thanh như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ đoán U2 là như thế nào rồi Bởi vì tại sao? Chúng ta làm sao mà có thể nói chuyện ở trong rạp phim? Đúng rồi Vậy thì U2 là như thế nào? Thì U2 nó có một điều đặc biệt đó Đó chính là nó sẽ có một cái không gian riêng dành cho mọi người Tức là nó sẽ ngăn từng phòng từng phòng ra giống như là phòng karaoke vậy đó ừ. Nhưng mà những bộ phim ở trong đấy là những bộ phim đã chiếu rạp rồi Và nó đã xuống rạp rồi Nó chỉ phát lại thôi Cho nên là giá vé cũng sẽ không có bị mắc giống như là ở những cái rạp phim khác Ừ, vậy thì tại sao mà hôm nay Thảo lại giới thiệu cho chị Trang xem U2? À, tại vì em thấy rạp phim này khá là đặc biệt á. Tại vì em thấy hình như là có rất là nhiều người chưa biết tới rạp phim này. Ừ, nhưng mà chắc chắn là người Đài Loan rất hay đi đến U2 để xem đúng không? Ừ, em nghĩ là vậy. Tại vì em thấy ở đây có một không gian riêng á. Nói chung là bạn bè nè, gia đình, hoặc là mình đông người á, mình đi cùng nhau, mình có thể thoải mái nói chuyện nè. Ví dụ như trong rạp phim á, thì mình đâu có được nói chuyện đó đúng không? Với lại ở trong đấy còn có bán đồ ăn nữa, có một điều đặc biệt khi mà chị tới ở Đài Loan đấy là các giả phim đều được có thể mang đồ ăn vào Nhưng U2 thì có thể bán cả đồ ăn cho mình để mua nữa uhm, Ngoài ra thì không biết là có gia đình trẻ nhỏ hay không Nhưng mà lúc mà Trang đến đây Trang thấy là hầu như toàn là các bạn học sinh Đúng rồi em thấy cũng vậy á Thường là đa số các bạn học sinh hoặc là những các bạn thanh niên trẻ ở Đài Loan uhm, Còn gia đình thì hình như là ít có thấy Tại vì thấy là đa số mọi người đi chung với bạn bè thì là nhiều Có thể các bạn thanh niên thích U2 một phần là bởi vì giá rất là hấp dẫn ấy Ừ. mà có rất nhiều phim cũng mới mà như hiện tại mình đang xem bộ phim gì nhỉ phim mèo đi hi không biết là các bạn đã xem chưa ta hình như là phát hồi lúc tết thì phải ừ. Ừ. như thế đã được gọi là mới rồi chứ không thì phim mà mấy năm trước nữa thì lại cũ quá đúng không ừ. Ừ. thảo ơi khi mà vào trong này chị thấy nó khá là rộng mà khá là đẹp ý tại vì nó nằm trong một tòa uh, thương mại khá là cũ mà đi lên trận tầng 9 chị cứ tưởng rằng nó phải kiểu cũ cũ cơ không ngờ vào đây cũng khá là ok uh, và điểm đặc biệt mà lúc nãy trang thấy á uh, đó chính là khi mà bọn mình đã mua vé xong này à quên mất chưa nhắc đến các bạn là cái chuyện mua vé thì bây giờ mua vé như thế nào thì sẽ để thảo nói qua đã à bây giờ trước khi mà các bạn đi vô vào trong u 2 thì mình sẽ thấy ở trên bàn có những cái máy tính thì mình sẽ đến những chỗ cái máy tính đó và mình chọn bộ phim mình muốn xem mình chọn xong bộ phim muốn xem rồi thì tiếp tục là sẽ chọn nước thì đối với những bạn mà đã mua vé rồi thì người ta sẽ miễn phí cho mình một phần nước đó còn nếu như mà muốn uống thêm một ly nữa thì phải trả thêm 30 đồng còn tiếp theo nữa là chọn đồ ăn ở đây thì người ta sẽ có bán giống như là bán bánh cuộn nhân thịt gà hoặc là nhân thịt bò rồi mì thịt bò rồi pizza rồi gà chiên rồi bắp răng bơ nói chung là nhiều thứ lắm ừ thấy cũng khá là hấp dẫn ấy mà giá thì thực ra cũng không có quá đắt ừ cũng có thể trả được sau khi mà bọn mình mang ra quầy để thanh toán vé xong thì nhân viên có hỏi là bạn có thẻ hội viên không thì bọn mình sẽ có một cái khuyến mãi dành cho thẻ hội viên cho người đăng ký lần đầu tiên đó và sau khi đăng ký lần đầu tiên thì nhân viên có bảo với mình là cái này chỉ được dùng một lần thôi và sau khi mà xong rồi thì cái anh nhân viên có hỏi bọn mình là có đi nhà vệ sinh không thì có nghĩa là nếu mà đi xong là bọn mình sẽ vào trực tiếp vào phòng phim để xem luôn mà người ta sẽ bật luôn ý nên là trong khoảng thời gian đấy thì người ta sợ là mình sẽ lỡ cái bộ phim đấy nên là mình sẽ ưu tiên cho mình đi vệ sinh trước xong sau đó mới bấm cho mình xem phim đúng không và một điểm đặc biệt nữa mà trang thấy mà cái này thì thảo thì thấy rồi tại vì thảo xem rồi đấy là uh, sau khi mà chuẩn bị xong đồ ăn tức là đầu tiên thì bọn mình sẽ có hai cốc nước và một cái khay nước á thì cái chị nhân viên ở quầy có để cái khay nước lên trên một cái uh, gì nhỉ Robot một con robot hình con mèo á và sau đó thì chị ấy ấn số xong chị ấy bảo là bọn mình chỉ cần đi theo con robot là có thể biết phòng mình ở đâu thật ra thì lần cuối cùng em đến đây á là chưa có thấy con mèo này em nghĩ là nó là mới đây thôi á ừ à với lại còn bổ sung thêm một chút xíu là lúc mà mình điều đặc biệt ở đây khi mình mua vé là mình có thể tự chọn được thời gian mình muốn xem là mấy giờ nếu như mà lỡ như cái bộ phim mình muốn xem mình chọn cái thời gian trùng hợp với cái người ta đã chọn rồi á Thì có thể là mình phải đợi hoặc là mình sẽ phải chọn một bộ phim khác Ừ, chị cứ tưởng là cùng bộ phim đấy mà người ta chiếu thì cùng có thể được xem chứ Tại vì thực ra phim thì cũng là bản online thôi mà Cái này thì em không biết là lúc nãy chọn phim, mình chọn bộ phim Đúng là lúc nãy mình xem này mình nhìn thấy rõ ràng là có người chọn rồi mình không được chọn nữa ừ. Cũng có thể đấy là quy định Nếu mà như thế thì có những phim không ai xem ừ chiếu lại những bộ phim cũ đi chăng nữa họ vẫn phải mua bản quyền về ừ, và như thế có nghĩa là mình vẫn phải buộc phải thuê những bộ phim khác trong khoảng thời gian đã có người xem rồi hoặc ừ. là chờ như thế nó mới công bằng ừ. và cái người mà người ta kinh doanh về phim người ta mới có thể có lời giống như kiểu hồi xưa mình xem băng á ở đây mà đi thuê kiểu đấy thì chắc chắn là sẽ bị lỗ vốn rồi. Trang ừ, nói cũng có lý đó thảo có, có gì cần bổ sung nữa không? À mô tả một chút cái phòng xem phim một chút đi. À nói trong phòng này không gian thì cũng không phải là rộng cho lắm nhưng mà cũng vừa đủ cho mọi người. Em nghĩ là cái chỗ mình đang ngồi có thể ngồi vừa được 4 cho tới 5 người ừ. Và khi bước vào đây thì người ta trong đây cũng sẽ có máy lạnh Nhưng mà em thấy là bây giờ hình như là máy lạnh hơi lạnh đúng không? Ừ, với lại là hình như là Ê, người ta có cái điều khiển không? Hình như là không có cái điều khiển để máy lạnh đâu Chỉ có điều khiển đèn À, điều khiển máy lạnh là mình phải nhờ nhân viên Tại người ta có remote thì người ta sẽ điều khiển cho mình Còn ở đây điều chỉnh âm thanh, ánh sáng Thì nó sẽ có nút để mình tự điều chỉnh Và đặc biệt là ở trong đây còn có một cái điện thoại bàn khi mà mình cần sự giúp đỡ của nhân viên á, mô tả một chút để các bạn dễ hình dung là chỗ ngồi đây như thế nào, thì nó giống như là một cái giường như đó mọi người, nó được lót nệm và có hai cái gối, thế là khi mình ngồi coi phim á thì mình có thể dựa lưng hoặc là ôm gối cũng được. Ừ. Và quy định ở trong đây chỉ có một điều duy nhất đó chính là chúng ta không được hút thuốc ở trong đây. Ngoài ra thì Phương thở thấy không có quy định gì đặc biệt nữa hết. Vậy thì bây giờ thôi tụi mình xem phim nha. quay trở lại phòng thu của ATI. Không biết là trải nghiệm tại rạp phim U2 có làm các bạn ngạc nhiên không nè? Không biết là các bạn có ngạc nhiên hay không nhưng mà chị ngạc nhiên sắp rớt cả hàm <laughs> Ủa ngạc nhiên tới mức đó luôn hả ghê vậy? Thiệt mà, ừ, chị thích cái con mèo robot á Con mèo robot mà chở đồ ăn nha Rồi dẫn chị em mình tới cái phòng xem phim á <laughs> Ok ok, em cũng thấy rất là ngạc nhiên về nó luôn á ừ. À Thảo này, cũng trong một tập của chuyên mục mình á Có nhắc về con phố điện ảnh của Si Mấn em có nhớ không? Ừ, ừ. thì không biết là em có ấn tượng gì về cái con phố này không ừ, ấn tượng đặc biệt á, thì chắc là bởi vì cái số lượng rạp phim ở khu xi mẫn nhiều hơn các khu khác rồi mà có hẳn một dãy phố với nhiều rạp phim liền kề nhau nữa mà em thắc mắc là rạp dính liền nhau như vậy á thì không biết là người ta làm ăn kinh doanh ra sao ha chắc cạnh tranh lắm nhở ừ, cái này thì cũng là thật là khó nói luôn á nhưng mà chị thấy nhá có rất nhiều bộ phim bom tấn nổi tiếng tại đài loan mà các dạp đều phun chỗ ngồi ở những cái thời điểm đầu công chiếu á ừ, ừ. Thế nên chị nghĩ là cái số lượng giảm như này hóa ra là vẫn chưa đủ đâu. Ừ, thấy cũng có lý ha. Cho nên là từng này ra mới có thể trụ tới bây giờ. Mà chắc là giá thuê ở đó cho cũng đắt đỏ lắm đó. Ừ, cũng đúng. Mà thú thật với các bạn thính giả nhá. Thảo à, rủ Trang tới thì nghĩ rằng là chỉ để tìm hiểu về dãy phố điện ảnh này thôi. Mà không ngờ Thảo còn tặng một điều bất ngờ dành cho các bạn thính giả nữa. Chính là dạp U2. Ủa, em cũng tặng chị nữa mà. Ừ, ừ, ừ. ừ. <laughs> Ngạc nhiên rất quay hàm luôn đó. Ừ, đúng, đúng, đúng. <laughs> Ừ, nhưng mà này, nghe gọi là dạp phim thì hơi lớn nhở? Nhưng ừ. mà không gọi là dạp phim thì gọi là cái gì bây giờ? Phòng chiếu mini hay là gì bây giờ nhở? Em thấy là phòng chiếu mini nghe có vẻ thích hợp hơn á. phim thì nghe nó phải lớn hơn một chút. Nhưng mà nói như thế thì sợ các bạn tưởng tượng bị sai á. Thì ở trong này nó có rất nhiều phòng chiếu nhỏ mà. Ừ, em nghĩ là dùng phòng chiếu mini thì sẽ hợp lý hơn, em nghĩ là vậy. Ừ, thôi ừ. cái này thì để cho các bạn sẽ tự đánh giá nhá Ok, khi các bạn đến trải nghiệm thì các bạn sẽ biết là nó là phòng thu mini hay là rạp trước phim nha Ok, bên cạnh phòng chiếu U2 thì chị thấy là nhân tiện vụ này chúng ta nói thêm về khu phố điện ảnh Simấn đi Ok nè, chúng mình hãy tới khu điện ảnh mẫn và trải nghiệm một phần văn hóa của Đài Loan nha Văn hóa? Ừm, uhm, ý em mà nói tới điện ảnh Đài Loan mà văn hóa xem phim phải không? Ừm, uhm, em cũng không dám nói là văn hóa, nghe thì nó lớn lớn sao á Nhưng mà quả thật á, thì thanh niên Đài Loan rất là thích xem phim luôn Đúng nha, đúng nha như cái vụ mà chị nói về số lượng giá phim ấy, đợt trước ra phim Avatar mà chị canh mãi về không mua nổi ờ đúng ừ. rồi đó mà giờ không còn chiếu nữa nhưng mà cũng đã xem được đâu đáng sợ dã man ờ ổn thật luôn á lúc trước em cũng định đi xem á nhưng mà canh mại không được vé ồ đấy vậy thì hôm nay chúng ta hãy đi tham quan thêm phố điện ảnh và công viên điện ảnh đài bắc nha phố điện ảnh và công viên điện ảnh thì chị nghĩ là có thể gọi là văn hóa được rồi nè Ủa mà ban đầu em tìm cái công viên điện ảnh trên bản đồ á Mà cứ tưởng nó xa xôi lắm luôn á Có đâu nó nằm ngay cạnh phố điện ảnh thôi mà Ờ tại vì lúc đầu nhìn trên bản đồ á, thì thấy nó nằm đâu gần bờ sông bờ hồ gì á Ừ ha <laughs> 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 Mà phố điện ảnh á, thì được tính từ đoạn nào Nằm trên con phố nào nhờ Để mở Google Maps ra xem nào À Ở U Trăng Chia Nói chung là em cũng không có cái thói quen nhớ tên phố. Chị Trang có như vậy không? chị cũng y như thế. ở thôi ở Việt Nam thì không nói làm gì nhưng mà ở đây nhá, đang ở phố nào thì chị chịu chết luôn. Tại có bao giờ thèm nhớ tên phố đâu. Ờ chết tại mình không quen á, định vị bằng Google Maps hoặc là hình ảnh là đều rồi. Đúng vậy đấy. Kiểu như bây giờ nhá, hỏi là phố điện ảnh ở đâu chị sẽ nghĩ ngay ra cái con phố dài ngoằng này, có tận là 6 7 cái rạp phim lớn gì đấy thì ừ. chắc là ai cũng biết mà. Ừ, ừ Mà rạp ở đây á cũng lớn chung hay nhỏ đâu nha. Có cái U2 thì nằm ở trong một cái tòa trung tâm thương mại Chị nghĩ là không chỉ có U2 mới nằm trong cái tòa nhà Trung tâm Thương mại đâu Mà còn có một cái dạp nữa mà chị quên bén tên rồi Hôm bữa chị đi coi Buổi công chiếu phim tốt nghiệp của tụi khoa điện ảnh Bên trường chị á Cái dạp ừ. đó tuy nhỏ nhưng mà cũng ok lắm Tất cả nó cũng khá là mới á à. Mà Đài Loan chị thấy đúng là Kiểu ngọa hổ tàng long Ủa? Là sao ta? Ngọa hổ tàng long là gì chị? <laughs> à Có nghĩa là nhìn ngoài thì xấu xấu Nhưng bên trong thì đẹp và xịn đó À thì ra là vậy Mà em đã đi hết mấy cái dạp ở đây chưa? Giá về có chênh nhau nhiều không? Ừ, ở Xi mấn thì chị đi khoảng uh, 4 cái dạp rồi ừ, Em cũng đi được mấy cái rồi á Ừ, theo chị nhá Thì cái dạp mà uh, chị đã từng đi cái dạp uh, Lux Cinema này Thì nó khá là rẻ á Và hay được giảm giá vé dành cho học sinh Nếu xuất chiếu muộn còn rẻ hơn nữa cơ Hình như là 199 tệ thì phải Thì vào xem phim lại có thể mang theo đồ ăn này ừ, đi xem phim ở đây chị thấy có một điểm nhá, mọi người hay xem tới cái đoạn cuối cùng ấy, tức là phần chạy cái chữ giới thiệu những người tham gia sản xuất bộ phim này, cái phần đen đen đó, ờ, vì thi thoảng thì sau khi hết cái đoạn chữ chạy lên chạy xuống nhá, sẽ là đến cái phần này này, nhưng mà chị thấy là không phải phim nào cũng có, đây là một cái sự tiết lộ một vài cảnh quay chính đặc biệt nhất của phần kế tiếp sau khi mà bạn vừa xem xong bộ phim nào đó ừ đúng ừ, rồi mấy thảo có biết cái này không ừ, ừ có có em có để ý lúc trước em cũng có xem thử một bộ phim xong rồi em cứ nghĩ là nó hết rồi chứ ừ. nhưng mà tại vì thấy người ta chưa có bật đèn cho nên mình cứ ngồi tiếp ngồi tiếp hóa là còn thêm một cái phần sau nữa em thì cũng đã đi xem qua mấy rạp phim ở xi mảnh rồi em có đi hình như là hai cái ừ. và trong đó em cũng có đi một lần để đi đến chỗ rạp lux cinema em thấy chỗ đó đúng là giá rẻ thật và lúc đó em đi thì cũng hơi trễ rồi nhưng mà có một điểm không thích đó chính là chỗ ngồi nhỏ quá ngồi ừ. không có thoải mái mặc dù mình chân ngắn thì nhưng mà ngồi vẫn thấy nó không thoải mái á kiểu nó cứ chật khít vào nhau á thế à ừ. Chị đi hai lần ở đấy cái dạp nó cũng đúng là nhỏ thật nhưng mà chỗ ngồi cũng ok chị thì chị thấy nhá từng hồi mà chị sang đây bắt đầu chị thay đổi về cái suy nghĩ đi xem phim ở dạp á hồ ừ. xưa ở việt nam là phải dạp nào ok thích nhất xịn nhất ngồi thoải ừ. mái nhất tiền nào của nấy chủ yếu là mình xem phim gì và mình đòi hỏi là ra sao thôi còn đương nhiên có những cái phim bom tấn mình xem ở VSO chẳng hạn những cái phim ở cái dạp mà nó có công nghệ để mình đúng xem rồi. 3d 4d nhưng mà em nghĩ Hay là tại phòng khác nhau nên là ghế ngồi khác nhau cũng có thể tại vì phim thì nó sẽ căn cứ theo ừ. xuất chiếu của phim đấy chiếu ở phòng nào mà ừ, ừ. Ừ. với lại coi phim thì thích nhất là được màn hình rộng á ừ, ừ. đúng rồi nhưng mà một điểm mà chị thấy là ở lux là được mang đồ ăn vào còn những cái dạp khác chị chưa dám vác vào chị cũng không biết nữa ôi vậy á nhưng mà sao em nhớ lần đó hình như là em đi với bạn em nhưng mà bạn em có mua một cái bịch Gà chiên à Nhưng mà không dám cho người ta thấy Là phải để trong túi Có đâu Chị nhớ là chị đi cùng với bạn nhá Mua trà sữa Với cầm theo một cái bánh uh, Khúng tô bình á Ờ ờ Hai bọn chị cứ cầm thế tung tăng vào mà Ôi vậy á Hay là tại tụi không biết ta à? <laughs> Không biết cũng có, có thể là người ta không để ý Nhưng mà chị cứ cầm vào Xong chị còn vừa ăn vừa xem cơ <cười> <cười> Thôi quay trở lại với Con phố tiền ảnh tại Sinh Mệnh ha Thì như chúng ta đã nói ở trên chỉ vì con phố U Trang có một cái dãy các rạp chiếu phim cho nên con phố này bỗng dưng được gọi là phố điện ảnh. Thì cho tới bây giờ, dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà các rạp phim vẫn tiếp tục kinh doanh cho tới thời điểm bây giờ. Và để có thêm nhiều lựa chọn và giữ chân được các vị khách du lịch thì cho nên là các rạp phim cũng đã nâng cấp hệ thống và phòng chiếu với IMAX và 3D. Chuẩn chuẩn chuẩn. Hai tuần trước nhá chị họ chị ấy có đặt phòng khách sạn tại ngay cái phố điện ảnh đấy mà ừ, ừ. chị không biết đâu đến thì mới biết hóa ra nó nằm ở đấy thì chị ấy mới kể cho chị là không hiểu là có cái phim gì mới ra mắt mà chị thấy tụ thanh niên đứng xếp hàng dài ơi là dài xong một lúc sau nhá chị ấy mới cho chị xem cái tấm ảnh mà chị ý chụp á ừ, ừ. hóa ra là phim gì em biết đâu phim thành phố buồn á à ừ thì ra là vậy ừ. ghê chưa ghê chưa ghê chưa, chưa em có biết phim này có công chiếu lại với phiên bản đặc biệt á nhưng mà thời gian bắt đầu chiếu thì cũng từ lâu rồi Cũng gần 2 tháng nay rồi nhờ Thấy nó vẫn hot thôi. Ừ, chị cũng hơi ngạc nhiên khi mà <laughs> nó vẫn hot như thế ừ. Nhưng mà thật ra thì Đài Bắc này chỉ có ăn với xem phim mà Đứa <laughs> bạn chị nó bảo thế đó Mà thôi, đã có dịp nói về con phố điện ảnh Thì ta quay ngược trở lại với xi mấn của năm 1935 nha Ok theo như chị tìm hiểu á, thì khi đó kinh tế Đài Loan thì phát triển đạt mức cao nhất ở trong thời kỳ trước chiến tranh ừ. chiến tranh vào năm 1945 à thì và ở xi mấn lúc đó có bốn dạp phim rất lớn và thêm bốn dạp nhỏ khác tổng cộng có 8 dạp wow, cũng tính, tính là số nhiều ừ. nhờ và đường phố ở cái khu đó lúc bấy giờ nhá có rất nhiều poster này và màn hình chiếu để bên ngoài để quảng cáo phim thậm chí có cả các bộ phim mới nhất của hollywood cơ ghê vậy chị không ngờ nó phát triển đến cái mức độ như vậy luôn á ừ. Bảo sao mà ở Xi Mẫn lại có thêm một cái công viên điện ảnh nữa em thấy phố điện ảnh á, thì mình dễ nhận ra rồi đúng không? Tại vì cứ chỗ nào có nhiều rạp phim thì mình auto biết rồi. Nhưng mà còn công viên điện ảnh á, thì mình miêu tả sao cho mọi người dễ tìm nhở? Ừ, chị thấy thì trên tường vẽ graffiti đó. Mà ừ. nhưng mà cũng cẩn thận nhá, không bị nhầm sang cái phố mỹ em mấy cuối chia ngay bên cạnh thôi. Ừ ừ gì đó. Có điều cái công viên thì vẫn là công viên mà, đúng không? Ừ. Mảng tường như thế nào, trong nữa thì nó vẫn là một cái công viên. Ở đó sẽ có rất nhiều mảng tường được vẽ với màu sắc và hình thù sặc sỡ này rồi là có cái sân bê tông rất là rộng nhá nghe nói là cái tụi thanh niên hay ra đó để trượt ván á rồi nó nằm ngay cạnh cái phố điện ảnh mà chúng ta rất là dễ tìm thấy rồi á thật ra thì cũng có nhiều lần em đi đến xin si mẫn nhưng mà thường là đi vào buổi tối thôi cho nên là em cũng không có để ý là có công viên ở đây luôn á tại vì thường đến đây thì chỉ là đi mua quần áo đi xem phim mà chỗ công viên này á là chỉ có mọi cái công viên với lại tuổi trẻ ra chụp ảnh và trượt ván hay sao Uhm, không nha, chị thấy là cái khu vực đấy có rất nhiều tòa nhà với cái chức năng khác nhau ấy Ví dụ như chị thấy là ở đấy nó cũng có phòng chiếu phim ừ. Tại sao mà chị biết là bởi vì có một cái đợt là chiếu cái bộ phim phản xeo ờ. Ở đấy nó cũng chiếu đó Ôi vậy á Ừ, buổi tối chị đi ngang qua chị thấy người ta đứng xếp hàng Tại hồi đấy cái phim này cũng rất là hot ừ. Ừ. Người ta đứng xếp hàng đấy, chị mới phát hiện ra hóa ra ở đấy nó có dạp chiếu phim Dạp chiếu nhỏ thôi à ừ. rồi là họ có cả những cái showroom trưng bày nữa thì trong đấy trưng bày gì thì chị cũng chưa vào nhưng mà nó tận dụng khá là nhiều kiểu công năng để có thể tổ chức ấy nhưng mà cái phòng chiếu phim với lại cái rạp chiếu phim thì có gì khác nhau ở ờ, cái phòng chiếu phim ở công viên này nè chị đã vào đâu nên không biết mà chị chỉ thấy người ta đứng ở ngoài xếp hàng thôi mà đã được vào xem đâu để hôm nào đi vào xem thử xem như thế nào ha thì uh, chị có tìm hiểu qua về cái 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 khu đấy thì chị không biết là ban quản lý là ai thì mình chưa tìm hiểu rõ chị nhớ là nếu mà mình đi ngang qua mình để ý nhá đúng không ở cái sân đấy ở trên ngay cạnh đấy nó cũng có một cái tòa nhà thì nghe nói thì sau với thời kỳ nhật chị này khi chính phủ đài loan bắt đầu tiếp quản lại cái khu vực đấy thì ở đấy lại là một cái nhà máy Ừ. và để sản xuất khí đốt cho Đài Bắc. Ờ, nó sử dụng để sản xuất cái than bánh để nấu ăn trong gia đình á. Ừ. Mãi đến năm 1956 thì cái việc sản xuất bị đình chỉ thì do là khí đốt tự nhiên ngày càng phổ biến này. Và sau hơn 30 năm không hoạt động thì nó được đổi thành công viên. Ồ, ừ. thế ra vậy. Ừ. và cho đến bây giờ thì mấn vẫn là cái khu vực có số lượng rạp phim nhiều nhất Đài Loan luôn. Ừ. Nó kết hợp thêm cả cái phố điện ảnh mà lúc nãy em kể ừ. nhá. Và cái công viên điện ảnh Đài Bắc này này. Tự nhiên là nó sẽ trở thành một trong những cái liên kết Hồi sinh cái ngành công nghiệp điện ảnh của Đài Loan Ừ, Phải nói xin mệnh là một khu là sầm luôn á Ừ. Nhưng mà em thấy mọi người thường hay lầm Nói là xin mệnh là một cái chợ đêm á chị ừ. Chị thấy vậy không? Chị cũng nghĩ thế Tại vì <laughs> từ cái ngày mà chị sang đây xong rồi Chị nghĩ nó là một cái khu mua sắm gì đó cho ừ, ừ. giới trẻ Đúng rồi nhưng mà ấn tượng của khách du lịch hay kể cả bạn bè chị đến đây để chơi mọi người đều bảo sim mấn đấy là chợ đêm xong bảo mình là, chị ơi à, tí nữa em hẹn chị ở chợ đêm nhớ mình bảo chợ đêm ở đâu Ở sim mận đó phát hiện <laughs> ra như trong ấn tượng mọi người thì sim mận nó là chợ đêm uh -huh. em nhớ là như là có một cái trang web du lịch nào đó người ta ghi là sim mẫn là chợ đêm người ta là chợ đêm sim thực sự mà nếu mà phân tích ra nó có phải chợ đêm hay không thì mình cũng không dám khẳng ừ, định ừ, hoàn ừ. toàn 100% phần trăm theo chị thấy thì nó là một cái khu gọi là trung tâm thương mại tổng hợp rất nhiều thứ ừ. Ừ. Nhưng vốn dĩ là nó đã từ xưa sửa sửa từ cái thời nhật trị á Nó phát triển với ngành về công nghiệp về điện ảnh mà Ví dụ như là cái khung lấu á Nó là một cái gì nhở Tòa nhà mà trước đó người ta dùng xây dựng để biểu diễn kịch À thế ra vậy Ồ em có vợ hổng lộ một lần Nhưng mà em thấy là tòa người ta trưng bày một số món đồ Chẳng hạn như là may may nè Rồi một ừ số hư, đồ hư. thủ công chứ không có thấy những cái món đồ về điện ảnh đọc về lịch sử thì người ta ừ. nghĩ là hồ sơ nó xây dựng để làm cái chùi chẳng tức là giống như kiểu một sân khấu kịch kích, kích. trước mắt bây giờ là mình nhìn vào nó thì nó sẽ giống như một cái tòa nhà mà trưng bày những cái đồ mà thủ công mỹ nghệ đúng không ừ, ừ. và cái thiết kế của nó để cho mọi người có thể chụp ảnh check in nó giống như một cái di tích lịch sử á ừ, ừ, đúng luôn ừ. nhưng mà tựu chung là đến thời điểm bây giờ mình bắt đầu thay đổi quan điểm của mình về cái ấn tượng của mình về xi mấn thì Si nó không còn gọi là chỉ trung tâm thương mại hay là một cái khu vực gọi là dành cho giới trẻ nữa không phải chỉ để mua sắm để ăn uống nữa mà nó đã từng là một nơi rất là phồn hoa của uh, thành phố đài Bắc và thời kỳ Nhật trị có rất nhiều dạp phim và nói chính xác hơn đây là một cái khu điện ảnh Si Mận <laughs> Và đầu chương trình thì tụi mình cũng đã dẫn các bạn đến trải nghiệm rạp phim U2 Em lúc đầu trong ấn tượng của em, em nghĩ chắc có lẽ là U2 này chỉ mới thành lập thôi uh -huh. Tại vì thấy cái mô hình kinh doanh của nó lạ quá, mới mẻ quá uh -huh. Thì em nghĩ chắc là mới đây thôi để uh, bắt kịp xu hướng Sau khi mà tra trên mạng á, thì em mới phát hiện là cái rạp U2 này nó đã được thành lập từ năm 1986 Thật á? À? Thật luôn Trời đó. ơi nó còn đẻ trước mình <laughs> Em không ngờ là nó lâu như vậy luôn á Ờ ha thật ra nhá cái ấn tượng của chị khi mà chị bước vào U2 chị có cảm giác nó giống như kiểu là mình quay trở về cái thời kỳ mà phim nó còn là băng á ừ, mình ừ, đi thuê băng về xong mình ừ đi xem phim kiểu đấy ừ. nhưng mà chị cũng không nghĩ rằng là nó có thể thành lập <laughs> từ cái năm 1986 ừ quá là lâu luôn đúng không Ừ, hay là nó dựa trên cái mô hình đấy nhở em nghĩ là cũng có thể giống như chị nói là những cái rạp phim ngày xưa thì người ta sẽ dùng băng để chiếu lại. Em nghĩ nó chỉ là một cái mô hình đi song song với lại những cái rạp phim khác thôi. Ừ. Nhưng mà chắc có lẽ là do nó đặc biệt quá cho nên cho đến tận bây giờ thì nó vẫn phát triển. Chị nghĩ rằng là điện ảnh nó nó luôn luôn sống mãi á, chỉ ừ. là nó thay đổi cái mô hình thôi. Nhưng chị không ngờ rằng cái mô hình này quá là hợp lý. Ừ, ừ. Ờ, nếu mà mình tưởng tượng thì những cái thời điểm mà trước đây khi mà Đài Loan, Đài Bắc nó phát triển nhất là ở khu Simon nó phát triển về các dạp phim kể cả kịch nhá ừ, ừ. thì chạy theo một mô hình mới song song với cái dạp chiếu to đúng không họ đã mở ra những cái à, phòng chiếu phim nhỏ ừ. bằng cách là thuê băng chẳng hạn ừ, ừ. đó thì không biết là Thảo có nhớ cái hôm mà chị em mình tranh luận trong cái lúc mà trải nghiệm không chị đã hỏi là tại sao mà hôm nay mình thuê cái phim này mà người khác lại thuê mất ờ ừ, thì mình không xem được đúng, đúng rồi không? cái bản phim đó nó là bản phim kiểu với ừ. nhiều bản khác nhau nếu mà mình nhân ra đúng không mình copy ra mình nhân ra ừ, thì ừ. cùng lúc đấy có thể rất nhiều người cùng xem được chứ nó không giống như một cuộn phim ừ. là em cho người khác mượn rồi là người khác không thể vậy là cái bộ phim mình lúc đầu đến xem nó có thể là băng đúng không ừ. cho nên là người ta mượn rồi nên mình không có thể nào xem ừ tự nhiên chị nghĩ ra cái tình huống đấy mà chị nghĩ có vẻ khá là trùng khớp ấy ừ nhờ em nghĩ cho nó hợp lý á Ừ hứ và có thể là không phải là người ta không nghĩ ra điều đấy đâu Nhưng ừ. người ta muốn dùng điều đấy để giữ lại cái nét đặc sắc của cái phòng chiếu này ừ, ừ. Tới bây giờ thì đã tìm ra được đáp án Nhưng mà em thấy điều đặc biệt ở đây nhất chắc có lẽ là sự riêng tư Tại ừ. vì nó chia từng phòng từng phòng ra thì mình vào đó mình với bạn bè hoặc là gia đình Rồi muốn nói gì nói, nói chung là cứ cười ha hả cũng không sợ ai nói gì hết ừ, Nhưng mà cũng hơi nguy hiểm nha không hiểu sao mà lúc ấy Trang nghĩ tới một vấn đề rất đen tối à, <laughs> Nhỡ đâu mà đi cùng người lạ quá Mà mình sợ thì làm nào? Người lạ ai đâu vô đó Anh ấy thường là các cặp tình nhân <laughs> Có không gian riêng tư Ồ ừ, thì thông thường là ở đây Giới trẻ là nếu hẹn hò là sẽ hay rủ nhau đi xem phim Ờ, mà. chỉ có điều ý là toàn những Mấy bé mà học sinh á Thường là cấp 3 thì phải chị nhìn nghĩ rất là, là nhỏ Chị nghĩ là chị cái trẻ. dạng phim kiểu này Nó dành cho các bạn học sinh Khi mà chi phí cũng không được nhiều lắm Ừ, Ê không rẻ. đâu, chị thấy một tập 200 tệ đó. Một vé, ừ. một vé 200 tệ. Có rẻ đâu nhờ? Cũng rẻ hơn ngoài kia mấy mấy chục đồng nhờ. Nhưng mà em thấy đồ ăn trong đó thì cũng ok. Ừ chị thấy ăn ừ. à, đúng hết đấy <laughs> Lúc đầu mình nhìn hình mà mình chọn trên cái máy tính á, mình cũng biết là thứ ra không sao mà vẽ được đẹp được. Ừ. Nhưng mà không ngờ là gọi ra đồ cũng ok la phết ấy. Ừ. Thật ra đó cũng là những cái món mà người ta đã chế biến sẵn rồi để tủ lạnh. Nói chung là có người đặt thì người ta đem ra làm nóng thôi. Nhưng mà, mà... Nó vẫn ngon mà. Ừ, đúng rồi. mà với cả chị thấy là nếu mà mình mang đồ ăn vào người ta đâu biết được đâu. Không biết. Đó. Tại vì để trong túi đâu ai thấy. Mà em cũng không có hỏi là mình có được phép đem đồ ăn vào hay không nữa. Chị nghĩ là người ta không cấm. Tại vì em chưa có hỏi qua nên cũng chưa biết. Tại vì chị thấy Đài Loan thì như có một số những thứ nhá là người ta cần cái sự tự giác của người dân Chứ chứ người ta sẽ không tự nhắc trừ khi cái gì nó cực kỳ kinh khủng quá <laughs> mình nhắc và bây giờ thì cũng đã đến lúc kết thúc chương trình rồi không biết là sau khi nghe xong chương trình ngày hôm nay á à, thì cuối tuần này có ai muốn đi xin Mẫn tham quan không nè hy vọng là tụi mình có thể giúp các bạn khám phá được nhiều nơi mới lạ hơn ở xin mấn nha bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu tuần sau nha bye bye, bye, bye. 别说永远，永远会让人更想念。就像再见，从不会再见。越悲伤，就越深刻。难道这就是？ Giải thưởng văn học dành cho di dân mới và lao động nhập cư lần thứ 8 sẽ nhận bài dự thi cho đến hết ngày mùng 5 tháng 6. Hoan nghênh lao động nhập cư, di dân mới và con em di dân mới đã và đang sinh sống tại Đài Loan gửi tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Myanmar và tiếng Philippines. Ban giám khảo sẽ chọn ra 8 tác phẩm xuất sắc nhất, tác phẩm đoạt giải nhất có trị giá 100.000 đài tệ. Hãy tham gia để cho mọi người nhìn thấy câu chuyện của bạn với Đài Loan. Thể lệ tham dự vui lòng tham khảo trên trang fanpage inh súng lùi trống